Sống ở đời không phải giàu có hay sang hèn, mà điều gì phù hợp với bạn mới là điều tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu pháp không phân sang hèn, phù hợp là tốt nhất. Pháp ở đây có nghĩa là phương pháp, cách thức, đường lối. Câu này muốn nhấn mạnh rằng không phân biệt đối xử giữa các tầng lớp hay địa vị xã hội khác nhau, điều quan trọng nhất là pháp đó phải phù hợp và hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể với từng người, từng việc, thì đó mới là điều tốt nhất. Chẳng hạn như khi mua sắm, người tiêu dùng thường chọn những thứ mà họ cảm thấy phù hợp nhất, chứ không nhất thiết phải là những thứ đắt giá nhất. Một công ty khi tuyển dụng nhân viên không nhất thiết phải tuyển dụng những người có học vị cao nhất, mà sẽ tuyển những người có thể đảm nhận tốt vị trí đó. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài, danh vọng, địa vị và quyền lực, và thường cho rằng những điều giàu có, cao sang và xa hoa mới là điều tốt đẹp và đáng mơ ước. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với những quan niệm đó. Điều quan trọng nhất không phải là sự sang hèn, danh vọng hay quyền lực, mà chính là sự phù hợp. Mỗi người đều có những hoàn cảnh, nhu cầu và ước mơ riêng biệt, và điều tốt nhất cho mỗi người là những gì thực sự phù hợp và mang lại hạnh phúc, hài lòng cho họ. Và vì thế, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta nhận ra giá trị đích thực không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là sự phù hợp và khả năng đáp ứng thỏa mãn nhu cầu bên trong tâm hồn mới là những điều chúng ta thực sự cần. Có những người luôn đầy lòng ghen tị với những gì người khác có, luôn nghĩ rằng cuộc sống của người khác là cuộc sống tốt nhất. Vì thế, họ liên tục phàn nàn về cuộc sống của bản thân. Cuối cùng trong vô thức đã đánh mất đi niềm vui, niềm hạnh phúc đáng ra thuộc về mình. Những câu chuyện sau đây sẽ nói lên điều đó. Chuyện kể rằng có hai chú chuột rất thân nhau. Một chú sống ở thành phố, chú kia sống ở nông thôn. Một xuân đến, hai chú chuột hẹn nhau rằng nếu một trong hai phát đạt thì đừng quên nhau. Bất kỳ ai giàu có sẽ mời người kia đến chia sẻ cuộc sống tốt đẹp. Rồi một xuân cũng đến, chuột nông thôn chuẩn bị rất nhiều thức ăn, gửi thư mời đến người bạn sống ở thành phố. Chuột thành phố thân mến, không biết bạn có thời gian ghé qua nhà tôi chơi không? Ở đây bạn có thể sống nhàn nhã vô lo, còn có thể thỏa thích ngắm nhìn cảnh đẹp của miền quê, hít thở không khí trong lành yên bình ở nơi đây. Chuột thành phố nhận được thư rất vui mừng, lập tức lên đường đến nông thôn. Chuột nông thôn mang ra những thứ đã tích trữ suốt nửa năm như lúa mạch, lúa mì, hạt dẻ, quả óc chó để chiêu đãi bạn mình. Chuột thành phố thấy những thứ này, nhăn mặt, không mấy hài lòng nói: sao cuộc sống của bạn vẫn nghèo nàn thế này? Ở đây ngoài thức ăn ra, hầu như chẳng có gì, chán lắm. Hãy đến nhà tôi chơi, tôi nhất định sẽ làm bạn mở rộng tầm mắt. Thế là chuột nông thôn theo chuột thành phố vào nơi đô thị phồn hoa. Quả nhiên được mở rộng tầm mắt, nhìn những ngôi nhà sang trọng, thức ăn ngon lành. Chuột nông thôn ghen tị vô cùng, nghĩ về sự vất vả kiếm thức ăn trong tổ bùn của mình, nghĩ về ngôi nhà nhỏ bé nghèo nàn của mình. Nó cảm thấy số phận thật hẩm hiu. Hai chú chuột bước vào phòng ăn, vừa trò chuyện vừa thưởng thức thức ăn ngon. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người bước vào. Đang mải mê trò chuyện, hai chú chuột không kịp chạy trốn, bị chặn ngay lại trong phòng ăn. Trong ngôi nhà sang trọng của thành phố, có rất ít chỗ cho chuột ẩn nấp. May mắn thay có khá nhiều đồ lặt vặt. Chúng hoảng sợ đến mức phải im thin tít, không dám thốt lên một tiếng, nấp trong đống đồ lặt vặt ở góc phòng mới thoát khỏi con mắt của chủ nhà. Chuột nông thôn sợ hãi quên cả nói. Sau khi bình tĩnh lại thì đứng dậy từ biệt. Nó nói với chuột thành phố rằng vẫn là cuộc sống yên bình ở nông thôn phù hợp với tôi hơn. Ở đây tuy có nhà sang và thức ăn ngon, nhưng mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng sợ hãi. Nếu người chủ nhà kia tìm kỹ một chút, chúng ta chắc chắn khó mà thoát khỏi. Tôi thà về nông thôn ăn lúa mì, ăn trái cây dại, sống nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Nói xong, chuột nông thôn bèn rời thành phố, trở về quê. Lại có câu chuyện kể như thế này. Một người giàu có, gia tài đồ sộ, có nhiều thê thiếp vợ lẽ, nhưng ông ta không hề cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Trong khi đó, hàng xóm của ông là một gia đình thợ rèn nghèo khó, hai vợ chồng suốt ngày cười nói vui vẻ, cuộc sống rất viên mãn. Một ngày nọ, người vợ lẽ của ông nhà giàu nghe thấy tiếng hát của vợ chồng thợ rèn bên cạnh, liền nói với ông: chúng ta tuy có cả gia tài đồ sộ, nhưng không vui vẻ như cặp thợ rèn nghèo kia. Ông nhà giàu nghĩ ngợi một lúc rồi cười nói: ta có thể khiến họ không còn tiếng cười vào ngày mai. Rồi ông ta cầm hai thỏi vàng ném qua bức tường sang nhà vợ chồng người thợ rèn. Sáng hôm sau,
vợ chồng người thợ rèn dọn dẹp sân vườn và phát hiện ra hai thỏi vàng mà ông nhà giàu ném sang. Lòng vừa vui vừa lo lắng vì hai thỏi vàng mà họ không làm việc trong xưởng rèn nữa. Người chồng nói, chúng ta nên dùng vàng mua một số ruộng tốt. Người vợ lại nói, không được, nếu để người ta phát hiện, họ sẽ nghi ngờ chúng ta ăn cắp. Người chồng lại nói, vậy thì em hãy giấu nó trong bếp lò. Người vợ lắc đầu, giấu ở đó sẽ bị kẻ trộm lấy mất. Hai người họ bàn đi tính lại nhưng không tìm ra cách nào tốt hơn. Từ đó, vợ chồng người thợ rèn không còn thấy ngon miệng khi ăn uống, ngủ cũng không yên. Niềm vui trước đây tự nhiên biến mất. Lòng tham muốn đã làm họ mất đi sự hài lòng và cân bằng trong cuộc sống trước đó. Vì vậy, trên đời này không phải có nhiều là tốt, chỉ có điều phù hợp với mình mới là tốt nhất. Người nghèo nhìn thấy người giàu sang phú quý, nghĩ rằng họ rất hạnh phúc, nhưng trong lòng người giàu chưa chắc vui vẻ. Có người khi người khác nhìn vào nghĩ rằng họ không hạnh phúc, nhưng họ luôn luôn sống vui vẻ. Trên đời không có cái gì tuyệt đối tốt hay xấu, mỗi người đều có vị trí và vai trò riêng. Điều gì là tốt nhất, không phải là cao quý nhất, cũng không phải là đẹp nhất, lại càng không phải là sang trọng nhất, mà là điều gì phù hợp với mình mới là tốt nhất. Vì vậy, đừng so sánh, chỉ cần phù hợp, đó chính là tốt nhất. Chỉ khi phù hợp với mình thì cuộc sống mới nhẹ nhàng và hạnh phúc. Cuộc sống giản đơn bình dị mới là cuộc sống hạnh phúc đích thực. Bình dị là một thái độ sống, đồng thời cũng là một triết lý và sự khôn ngoan trong cuộc đời. Đời người ngắn ngủi, không nên lãng phí thời gian hạn hẹp vào những việc vô bổ và không có ý nghĩa thực tế. Sống đơn giản mới có niềm vui không lo âu. Một tác giả đã từng nói, chúng ta không nên buồn bã vì những điều tưởng chừng quan trọng, vì ngoài việc làm bạn chán nản, nó sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Dù bạn đã từng làm những điều vĩ đại như thế nào, chúng sẽ trở thành ký ức đẹp của ngày hôm qua. Dù bạn đã từng có những thất bại ra sao, cũng đừng để nó trở thành gánh nặng của hôm nay. Đừng sống trong sự hào nhoáng, giả tạo, hư vinh, phù phiếm. Đừng để bản thân bị cuốn vào dòng chảy của vật dục mà không biết đường thoái lui. Chỉ cần hôm nay sống một cuộc sống bình dị, cớ sao phải bận tâm đến sự phồn hoa và thăng trầm của quá khứ. Sống bình dị có nghĩa là đã nhìn thấu sự ngắn ngủi, nhỏ bé, vô thường của đời người. Đó cũng là sự nhận thức rõ ràng về bản thân, không tự cao mà cũng không tự ti. Những phiền muộn của đời người phần lớn xuất phát từ những chuyện vặt vãnh. Vì vậy, với một trái tim bình dị, bạn sẽ sống một cuộc sống thoải mái, tự tại hơn. Tham vọng quá nhiều chỉ làm tăng thêm gánh nặng, làm lệch trọng tâm của cuộc sống. Bình dị chính là trạng thái vượt qua ham muốn, xem nhẹ danh vọng, địa vị, quyền lực, từ đó giúp con người ta sống một cách an nhiên hơn. Đời người, quan trọng nhất là sống an nhiên, sống thật với chính mình. Không cần phải nịnh bợ ai, cũng không cần phải cúi đầu trước ai. Chỉ cần chân thành, người khác sẽ mở lòng khoan dung với bạn. Nhờ đó, mọi người sẽ sống hòa thuận với nhau. Con thuyền cuộc đời cần phải được chuyên chở nhẹ nhàng. Nếu chất chứa quá nhiều dục vọng, cuộc sống sẽ trở thành gông cùm nặng nề. Sự bình dị là mục tiêu cao nhất của cuộc sống. Đơn giản mới mang lại sự nhẹ nhàng, thư thái. Có một tạp chí mới ra mắt chuyên mục Tuần báo truyện tranh. Nhằm nhanh chóng mở rộng nhóm độc giả và tăng lượng phát hành, người phụ trách tạp chí đã đưa ra một ý tưởng rất táo bạo. Tổ chức một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Nếu ngày tận thế đến, bạn sẽ làm gì? Trong thời gian quy định, các tác phẩm hội họa từ khắp nơi trên cả nước đã được gửi về rất nhiều, đến mức chất chồng, chất đống. Mục đích của hầu hết các thí sinh chỉ là giành chiến thắng và nhận giải thưởng lớn. Trong vô số các tác phẩm, mỗi người tham gia đều phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. Có những bức tranh miêu tả một đôi tình nhân, họ ôm nhau trong khoảnh khắc cuối cùng của thế giới, vừa uống rượu vừa hôn nhau. Có bức tranh vẽ cảnh người làm văn phòng đang ngồi giữa đường đốt tiền trong giờ phút cuối cùng của thế giới. Có bức tranh thì lại tận dụng trí tưởng tượng, trong những giây phút cuối cùng của thế giới, họ lên tàu vũ trụ để trốn sang hành tinh khác. Trong hàng triệu các tác phẩm chất cao như núi, cuối cùng giải thưởng 100.000 đô la đã thuộc về một bức tranh do một cô gái khuyết tật vẽ. Trong tranh, cô vẽ lên một gia đình hạnh phúc, một người vợ đang rửa chén bát trong bếp, một người chồng ngồi trên ghế sofa đọc báo và hai cậu bé con đang ngồi trên sàn nhà chơi xếp hình. Ban giám khảo sau đó nhất trí cho rằng bức tranh này là một tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi. Bởi lẽ, bức tranh chứa đựng ý nghĩa sự bình dị, đơn giản nhưng chân thực và sâu sắc. Có thể bạn sẽ nghĩ, một gia đình bình dị như vậy có thể thấy bất cứ lúc nào. Nhưng giả sử ngày mai là một ngày tận thế, có lẽ đại đa số chúng ta sẽ không thể bình tĩnh được như vậy, mà chỉ thấy được sự tiêu cực, lười biếng, oán trời trách đất,
khóc lóc thảm thiết là biểu hiện của đa số. Thực tế, khi bạn có thể bình thản đối mặt với ngày tận thế, bạn đã đạt đến cảnh giới tối cao của sự giản đơn và bình dị của cuộc sống. Trong một thế giới đầy xô bồ hỗn loạn này, nhiều người đang hối hả theo đuổi một cuộc sống đầy vật chất kim tiền, như phải sở hữu cho được một chiếc xe hơi cao cấp, một ngôi nhà sang trọng và một người vợ xinh đẹp. Đó là mục đích sống, nghĩ rằng đó mới là cách duy nhất để khẳng định giá trị của bản thân. Trên thực tế, đó là cách nghĩ hoàn toàn sai lầm. Giá trị của bản thân không nằm ở những thứ vật chất như vậy, mà giá trị của bản thân nằm ở sự thức tỉnh về mặt tâm hồn, tâm linh. Và những người thực sự hiểu ý nghĩa cuộc sống là những người theo đuổi một cuộc sống bình thường, giản đơn. Một nhà giáo dục người Mỹ từng chia sẻ về cách ông tìm thấy niềm vui hạnh phúc của mình rằng: ban đầu ông cho rằng chỉ cần ông giàu có, nhiều tiền là có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sự giàu có không làm cho ông cảm thấy hạnh phúc, ngược lại còn khiến ông trải nghiệm trong những khổ đau của tranh đấu và lo lắng. Sau đó ông cũng đã thử nhiều cách khác như là đi du lịch hay viết lách, nhưng đều vô ích. Cho đến khi ông dự định từ bỏ, ông mới khám phá ra ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. Đó là một ngày nọ, ông nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tại nhà ga. Trên tay đang bế một đứa bé đang ngủ, ngồi trong một chiếc xe ô tô nhỏ. Lúc này có một người đàn ông trung niên từ chuyến tàu vừa đến bước xuống, đi thẳng đến bên cạnh xe ô tô. Anh ta ôm hôn vợ thật sâu, rồi lại hôn nhẹ lên trán đứa bé vì sợ đứa bé thức giấc. Sau đó cả gia đình lái xe rời đi. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhà giáo dục chợt nhận ra rằng hóa ra hạnh phúc lại đơn giản đến như vậy. Cuộc sống bình dị chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Cuộc sống tuy đơn giản, nhưng từng giọt đều là minh chứng của hạnh phúc. Hạnh phúc, niềm vui ở khắp mọi nơi. Quan trọng là bạn có biết cách tìm kiếm và tận hưởng chúng hay không. Hãy sử dụng một trái tim bình dị đơn giản để cảm nhận cuộc sống. Bạn sẽ phát hiện ra nhiều góc nhỏ trong cuộc sống đều tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Hạnh phúc đến từng giọt, nó không giống như một cơn lũ ào ạt tràn ngập, mà nó giống như dòng suối róc rách chảy liên tục trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, chúng ta đừng từ chối những niềm vui nhỏ bé, hãy không ngừng tìm kiếm niềm vui thuần khiết và trong sáng này. Như vậy mới làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, nhẹ nhàng và thoải mái. Hãy để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng theo gió. Sống bình dị mới là cách sống gần gũi với bản chất của cuộc sống, mới phù hợp với sự tự nhiên và trong sáng của cuộc đời. Bình dị lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Bình dị kiểm soát niềm vui và nỗi buồn của mình. Bình dị sống tốt mỗi ngày. Bình dị đối xử với bản thân, sống thoải mái, tự tại, chân thật. Bình dị là một trạng thái của tâm trí. Cuộc sống bình dị mới là cuộc sống chân thật nhất, mới có thể bỏ qua những phức tạp của nhân tình thế thái, sống một cuộc đời của riêng mình, an nhiên, tự tại. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.